Trên thế giới có rất nhiều thành phố đẹp sầm uất nhộn nhịp như New York, Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thành phố được mệnh danh là trái tim của xứ sở Bạch Dương, đó chính là thủ đô Moscow. Trước khi đi vào tìm hiểu, các bạn đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ 5 phút thôi nha. Thành phố Moscow hay Mạc Tư Khoa là một trong ba thành phố liên bang của Nga với diện tích 2.561,5 km². Đây là thành phố lớn nhất của nước Nga. Thành phố này nằm ở trung tâm đồng bằng Đông Âu, với ba phía đều được bao bọc bởi Moscow Oblast, phía còn lại giáp với Kaluz Oblast. Thành phố Moscow là nơi giao thoa giữa ba dạng địa hình, khi phía tây là cao nguyên Smolenska, Moscow, phía đông là đồng bằng Moscow Raskolnickskaya, còn phía đông nam là vùng trũng Mestera. Mặc dù nằm trên một vùng đồng bằng, nhưng ở một số nơi, Moscow vẫn có những ngọn núi đá vôi thấp nằm biệt lập. Chính vì vậy, toàn bộ thành phố đều nằm ở độ cao 180m so với mực nước biển. Sông Moscow là con sông chính của thành phố. Nó đi vào thành phố ở vùng Tushino và ra khỏi thành phố ở vùng Kapodnia. Con sông này có tổng chiều dài 473 km, diện tích lưu vực là 17.600 km². Đây là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu, cũng như là đầu mối giao thông quan trọng cho thủ đô của nước Nga và các chủ thể liên bang xung quanh. Khí hậu ở thành phố Moscow khá khắc nghiệt, đặc biệt là vào mùa đông. Mặc dù mức độ không bằng các vùng viễn Bắc hay viễn Đông xa xôi, nhưng cũng đủ để làm cho chúng ta chết cóng nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng. Cái lạnh ở thủ đô Moscow, ngoài người dân Nga thì những binh lính Đức Quốc xã là những người hiểu rõ nhất. Nếu bạn muốn biết nó khắc nghiệt ra sao thì có thể tìm và đọc quá trình tấn công thủ đô Moscow của quân đội Đức Quốc xã là sẽ rõ nha. Nhìn chung, khí hậu ở trái tim nước Nga mang tính chất ôn đới lục địa, nhiệt độ trung bình năm dao động từ 6 đến 7 độ C. Năm ấm nhất trong lịch sử được ghi nhận ở Moscow là năm 2020, khi nhiệt độ trung bình năm là 8 độ C. Giống như trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga, mùa đông ở Moscow rất lạnh, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ ban đêm có thể giảm xuống mức âm 30 độ C. Sông, hồ bị đóng băng và tuyết rơi dày trên diện rộng. Lượng mưa trung bình năm được ghi nhận ở đây là từ 600 đến 800 mm, tập trung vào mùa hè. Các hiện tượng thời tiết cực đoan không phải hiếm ở Moscow. Thi thoảng trái tim của nước Nga lại phải gánh chịu những hiện tượng thời tiết như bão tuyết, mưa lớn hay lốc xoáy. Moscow, thành phố quy hoạch xanh. Thành phố này được quy hoạch từ sớm theo kiểu hình tròn hướng tâm và hình quạt phân nhánh. Mỗi hướng của thành phố lại được quy hoạch để phát triển theo các mảng riêng. Nửa phía đông của thành phố là khu công nghiệp tập trung, với khu đông bắc là công nghiệp cơ khí, chế tạo. Phía đông nam là các trung tâm lắp ráp và chế tạo ô tô. Các nhà máy cơ khí phần lớn được phân bố ở giữa thành cổ và các đại lộ khép kín. Phía nam là khu công nghiệp dệt, phân bổ hai bên bờ sông Moscow và chi lưu của nó. Phía tây nam được phân làm khu chức năng với trường đại học, viện nghiên cứu, các học viện thiết kế gắn với khu nhà ở, hình thành nên một đô thị trí tuệ. Còn phía bắc là khu ở chính với hàng triệu dân. Khu này các chung cư cao tầng ngăn nắp nhưng đơn điệu, được quy hoạch theo dạng tiểu khu. Như thế thành phố vẫn thoáng đãng và hạ tầng cơ sở được kết nối hoàn hảo. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đường xá, xí nghiệp, các công trình có thể mở rộng hoặc thay mới. Nhưng cái cốt mà Moscow luôn cố gắng giữ gìn, đó là môi trường sống của người dân. Một đô thị lớn mà vẫn còn giữ được những mảng xanh thì trên thế giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và thủ đô Moscow là một trong những thành phố như vậy. Theo số liệu trên cổng thông tin thành phố Mos.ru, Moscow được xem là một trong những thành phố xanh nhất thế giới bởi các cánh rừng cùng hàng trăm công viên, vườn bách thảo. Khoảng không gian xanh hiện nay chiếm tới hơn 50% diện tích của đô thị này. Trong khi đó, ở London có diện tích cây xanh chiếm chưa tới 26%, Paris là 21%, còn Bắc Kinh chưa tới 4%. Thủ đô nước Nga hiện có gần 500 công viên lớn nhỏ, hầu hết là các công viên nghỉ ngơi, giải trí, và cảnh quan này được xây dựng từ các bãi đất hoang. Tại một số công viên, người dân có thể nhìn thấy hải ly, sóc, cú, chồn bạc, các loài chim sống dưới nước. Cùng với đó, các nhà quy hoạch chú ý nhiều đến vấn đề giữ gìn diện mạo lịch sử và kiến trúc, nên các công viên ở thành phố Moscow không chỉ xanh mà còn gắn liền với những di sản lịch sử quý báu. Người dân có thể tập nhảy, tập yoga, đi bộ, đi xe đạp hay trượt patin trong công viên, dọc theo sông Moscow, dưới bóng cây xanh và khí trời thoáng đãng. Đồng thời có thể ngắm tòa tháp cổ kính của Đại học Tổng hợp Lomonosov, sân vận động Luzhniki bên kia sông, tháp truyền hình Sukhov hay khu tòa nhà chọc trời hiện đại Moscow City. Moscow, trung tâm giao thông của nước Nga. Thành phố Moscow có đầy đủ các loại hình giao thông vận tải từ đường sắt
đường bộ, đường thủy cho đến đường hàng không. Tất cả đều được nâng cấp và hoạt động rất hiệu quả. Về đường sắt, Moscow nổi tiếng với ngã ba đường sắt. Đây là một tổng hợp các đường sắt đơn lẻ hình thành từ cuối thế kỷ thứ 19. So sánh Petersburg thì Moscow là thành phố thứ hai của Nga hình thành mạng lưới đường sắt này. Mạng lưới này có kết cấu vành đai xuyên tâm với hai vòng tròn, bao gồm vòng tròn nhỏ MZHD, vòng tròn lớn MZD, cùng với đó là 10 hướng chính tỏa ra các ga khác nhau. Tổng chiều dài của hệ thống này lên tới 394,7 km, hiện đã được hiện đại hóa 90%. Hàng năm, hệ thống này vận chuyển hàng trăm triệu lượt khách cùng hàng hóa vào Moscow và các vùng liên bang lân cận. Về đường bộ, hệ thống đường xá của Moscow thường lấy điện Kremlin làm trung tâm. Từ đó, các tuyến đường sẽ kéo dài ra phía bên ngoài để giao với các chuỗi đường vành đai. Hiện nay, hệ thống đường vành đai của Moscow có thể phân chia như sau. Đầu tiên là vành đai trong cùng. Vành đai này được hình thành bởi các quảng trường ở trung tâm thành phố Moscow. Vành đai thứ hai được gọi là vành đai đại lộ. Con đường này có tổng chiều dài 9 km, bắt đầu từ nhà thờ Chúa Cứu Thế và kết thúc tại sông Zaouza. Nếu nhìn trên bản đồ vệ tinh, ta có thể thấy con đường này không tròn hoàn hảo như một chiếc nhẫn, thay vào đó có hình dạng giống như móng ngựa. Tiếp đến là vành đai Garden, hay còn gọi là vành đai B. Đường vành đai này có tổng cộng chiều dài 16 km, đi theo bức tường đã từng bao phủ một phần của Moscow. Đường vành đai tiếp theo được hình thành vào năm 2003, với tư cách là đường cao tốc liên bang. Con đường này có chiều dài 35 km, làn đường thay đổi từ 3 đến 5 làn. Đây là một trong những con đường chính của Moscow, khi đóng vai trò là lối vào đường cao tốc chính cho trung tâm kinh tế quốc tế Moscow. Và cuối cùng là đường vành đai Moscow. Đây là đường cao tốc lớn giáp với thủ đô của Nga. Thời gian dài, nó là biên giới hành chính của Moscow. Tổng chiều dài của đường vành đai Moscow là 109 km. Mỗi hướng của đường vành đai này có 5 làn xe lưu thông, tốc độ tối đa có thể lên tới 100 km/h. Giống như hầu hết các thủ đô lớn trên thế giới, thành phố Moscow cũng có mạng lưới giao thông công cộng rộng khắp. Các tuyến xe buýt, xe điện, xe taxi, tàu điện ngầm hàng ngày chuyên chở khoảng 10 triệu lượt khách. Đặc biệt, hệ thống tàu điện ngầm, mặc dù không phải là thành phố đầu tiên trên thế giới xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, nhưng thành phố Moscow lại là nơi có ga tàu đẹp nhất trên thế giới. Hệ thống ga tàu điện ngầm Moscow được đưa vào hoạt động từ năm 1935 và hiện tại vẫn không ngừng mở rộng, gần như bao phủ toàn bộ thủ đô nước Nga. Xét về tổng thể, hệ thống này có 12 tuyến với tổng chiều dài 313,1 km với 188 nhà ga. Khối lượng hành khách vận chuyển mỗi ngày lên đến 6,8 triệu người. Không chỉ có vai trò quan trọng trong việc vận tải, hỗ trợ di chuyển của người dân, mà hệ thống ga tàu điện này còn thu hút du khách trên khắp thế giới bởi sự lộng lẫy, đẳng cấp trong kiến trúc xây dựng. Nơi này trở thành một trong những điểm du lịch ấn tượng của Moscow. Các bến ga tàu điện ngầm Moscow được chia thành hai trường phái khác nhau là hiện đại và cổ điển. Mỗi ga tàu như một bảo tàng thực sự với những nét độc đáo trong kiến trúc và nét ấn tượng của các tác phẩm nghệ thuật. Trong đó có thể kể đến như ga Komsomolskaya, ga Kievskaya, ga Mayakovskaya, ga Quảng trường Cách mạng. Thủ đô Moscow cũng là trung tâm hàng không của nước Nga. Đây là khái niệm dùng để chỉ hệ thống các sân bay ở thủ đô Moscow và vùng Moscow. Đây là hệ thống các cảng hàng không nội địa và quốc tế lớn nhất nước Nga. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc vận tải khi nó là điểm trung chuyển hàng hóa từ châu Á sang châu Âu và ngược lại. Hàng năm, hệ thống sân bay này đón khoảng gần 80 triệu lượt hành khách. Chính vì vậy, trung tâm này luôn nằm trong top 10 trung tâm hàng không bận rộn nhất thế giới. Còn về vận tải đường sông, nhờ hệ thống kênh đào được xây dựng từ thời các xa hoàng cho đến thời Liên Xô vẫn được tiếp tục mở rộng, nên hiện nay Moscow được biết đến như một thành phố cảng của năm biển, bao gồm biển Baltic, biển Trắng, biển Caspian, biển Azov và biển Đen. Hệ thống cảng sông ở Moscow được phân bố ở 3 nơi bao gồm cảng sông phía Bắc, cảng sông phía Tây và cảng sông phía Nam. Vận tải đường sông dọc sông Moscow chủ yếu cung cấp cho việc vận chuyển các loại hàng rời có tính chất xây dựng. Nhờ sự đồng bộ về giao thông vận tải nên thủ đô Moscow hiện đang là một trong những nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu. Tổng sản phẩm GDP của thành phố năm 2021 đạt xấp xỉ 20.000 tỷ rúp, tức 332 tỷ USD. Với dân số là 12,7 triệu người nên GDP bình quân đầu người của thành phố này đạt gần 1,57 triệu rúp, khoảng 26.000 USD. Thành phố Moscow cũng là nơi có số lượng tỷ phú nhiều thứ bảy trên thế giới sau New York, Bắc Kinh, Hồng Kông, London, Thượng Hải và Thâm Quyến. Nền kinh tế ở đây rất đa dạng ngành nghề. Bên cạnh các ngành như chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp hóa chất, luyện kim, thì Moscow còn là một trung tâm cơ khí
với các ngành như kỹ thuật điện, chế tạo máy, sản xuất ô tô, đóng tàu. Đặc biệt là ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, với nhiều công ty và tập đoàn lớn chủ chốt như Trung tâm Nghiên cứu Không gian MV Khrunichev, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos. Các cơ quan này đều có thể đứng chung mâm với NASA của Hoa Kỳ hay CNSA của Trung Quốc. Các sản phẩm tiêu biểu được các doanh nghiệp này phát triển có thể kể đến như các loại tên lửa Proton, phương tiện phóng Angara. Ngoài ra, công ty Rakmig GSC là đơn vị chuyên sản xuất máy bay với các sản phẩm như máy bay tiêm kích, đánh chặn hiện đại như MiG-29K, MiG-29M, Mi-26, MiG-35. Hàng năm mảng này mang lại cho Moscow nguồn thu lên đến hàng tỷ USD. Thành phố Moscow cũng là một trung tâm tài chính lớn khi là nơi đặt trụ sở của gần như một nửa ngân hàng ở Nga. Cùng với đó là nhiều tập đoàn kinh tế như tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft. Tập đoàn này được thành lập vào năm 1993 với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước. Sau khi thâu tóm một số công ty dầu khí khác của Nga, năm 2013, Rosneft đã trở thành một trong những công ty giao dịch xăng dầu lớn nhất thế giới. Cho đến nay, công ty này đã hoạt động tại 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, trung tâm kinh doanh quốc tế Moscow, Moscow City, đang vươn lên trở thành một biểu tượng về sức mạnh kinh tế của thành phố này. Khu vực này nằm ở tả ngạn sông Moscow, với diện tích 100 hectare. Cho đến nay, người ta ước tính tổng vốn đầu tư xây dựng đã lên đến 20 tỷ USD. Đây là khu vực kết hợp kinh doanh, bất động sản, căn hộ, văn phòng và khu giải trí, với nhiều khu phức hợp hiện đại, không thua bất cứ thành phố nào trên thế giới. Có thể kể đến như khu trung tâm MIBS Moscow City, khu liên hợp Expo Central, khu phức hợp kinh doanh Empire, khu phức hợp thành phố thủ đô. Khu vực này đã và đang tạo ra một bộ mặt mới cho trái tim của nước Nga. Ngoài công nghiệp và tài chính, thì dịch vụ du lịch cũng được xem là một ngành rất phát triển ở Moscow. Với nét đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, Moscow xứng đáng là trung tâm du lịch nổi tiếng nhất nước Nga. Trước đại dịch Covid-19, thành phố này hàng năm đón từ 20 đến 25 triệu lượt khách, mang lại doanh thu khổng lồ cho nước Nga. Thủ đô Moscow có bề dày lịch sử văn hóa trên 800 năm. Cũng chính vì vậy, nơi đây đã chứng kiến tất cả những tiến trình lịch sử của nước Nga. Hiện nay, thành phố Moscow được chia làm 12 đơn vị hành chính. Trong đó, khu hành chính trung tâm được quy hoạch rõ ràng về phân khu chức năng, dựa trên các di tích lịch sử và các công trình qua nhiều thời đại, bao gồm Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Lăng Lenin, cơ quan lãnh đạo chính phủ, nhà hát lớn, bảo tàng và một phần các trường đại học lớn. Đây đích thị là một trung tâm chính trị, văn hóa lớn nhất nước, một nơi được nhiều sách báo nói đến và cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại nhất của nước Nga. Nếu bạn có dịp đến Moscow thì đừng bỏ qua những khu vực này nhé. Nếu ở New York có quảng trường thời đại, Times Square, thì thành phố Moscow có quảng trường đỏ. Người ta truyền tai nhau rằng Moscow là trái tim của Liên bang Nga, thì quảng trường đỏ là trung tâm của Moscow. Đây là nơi tập trung nhiều công trình huyền thoại và những sự kiện gắn liền với lịch sử nước Nga vĩ đại. Không gì thích thú hơn là một buổi sớm chiều thu có mặt ở quảng trường đỏ khám phá trái tim của Moscow. Bất kỳ ai lần đầu tiên đến với quảng trường đỏ đều nghĩ cái tên này xuất phát từ sắc đỏ của những viên gạch bao quanh. Tuy nhiên, đỏ bắt nguồn từ tên gọi trong tiếng Nga Krasnaya và theo tiếng Slava cổ, đỏ có nghĩa là đẹp. Với hệ thống của những công trình mới, cũ kết hợp hài hòa, quảng trường đỏ có nét vừa hiện đại, vừa uy nghi, hoành tráng, mang trong mình bao dấu ấn thăng trầm theo chiều dài lịch sử, tâm hồn Nga, tính cách Nga, sức sống Nga đã kết tinh. Nổi bật nhất ở quảng trường đỏ là Điện Kremlin. Cung điện Kremlin là biểu tượng quyền lực của bộ máy chính quyền Nga. Từ khi bắt đầu xây dựng từ những bộ phận đầu tiên vào thế kỷ thứ 12 đến nay, Cung điện Kremlin đã trở thành biểu tượng cho quyền lực của nước Nga. Đây là trụ sở của các cơ quan tối cao, đồng thời cũng là nơi làm việc và gặp gỡ của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các nguyên thủ trên thế giới. Nếu có dịp du lịch nước Nga, bạn hãy nhìn từ trên cao xuống. Cung điện Kremlin có hình dạng như một tam giác không cân đối. Nó bao gồm các cung điện, nhà thờ, phần tường thành với các tháp. Một công trình thu hút sự chú ý của mọi người đó là Lăng Lenin. Thi hài người được đặt trong một quan tài bằng pha lê. Lăng được khởi công từ năm 1924, sau 6 năm xây dựng, công trình mới hoàn thành với quy mô lớn, đường nét giản dị, màu sắc chủ đạo là đỏ, đen, mang sắc thái rất riêng biệt. Năm 1991, quảng trường đỏ được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bên cạnh những dấu ấn kiến trúc, quảng trường đỏ là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, từ lễ đăng quang của các sao Hoàng Nga đến những nghi lễ chính thức của tất cả các chính quyền Nga sau này. Quảng trường đỏ cũng là nơi chứng kiến nhiều sự biến đổi của Liên Xô, có ảnh hưởng tới sự phát triển của cả thế giới. Hàng triệu mối tình, hàng triệu nụ hôn biệt ly và hội ngộ đã từng diễn ra ở đây. Trên mặt sân của quảng trường, một trong hai lễ duyệt binh lớn nhất và đặc biệt nhất trong lịch sử thế giới đã diễn ra tại đây. Vào ngày 7 tháng 11 năm 1941, khi thành phố Moscow bị Phát xít Đức bao vây,
tại quảng trường đỏ đã diễn ra cuộc duyệt binh lịch sử kỷ niệm 24 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Sau cuộc duyệt binh oai hùng đó, tất cả các chiến sĩ Hồng quân đã tiến thẳng ra mặt trận để bảo vệ thủ đô, bắt đầu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Ngày nay, quảng trường đỏ là một địa điểm du lịch thú vị, thu hút hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt vào ngày 7 tháng 11 hàng năm, ở đây đều diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm ngày vinh quang chiến thắng. Vừa rồi là những thông tin mà chúng mình tìm hiểu được về thành phố Moscow. Các bạn thấy trái tim của nước Nga thế nào? Nếu phát hiện chủ đề nào mới thì đừng quên để lại ý kiến của mình xuống phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại!